Mỹ hủy vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Lầu Năm Góc thông báo hủy kế hoạch thử tên lửa đạn đạo Minuteman 3 trong tuần này để tránh gây hiểu nhầm khi căng thẳng Ukraine dâng cao. Để chứng minh chúng ta không có ý định liên quan tới bất cứ hành động nào có thể bị hiểu lầm hoặc là suy diễn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chỉ đạo hủy các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 vốn được lên kế hoạch diễn ra trong tuần này, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói trong cuộc họp báo tại Virginia hôm 2 tháng 3. Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra quyết định trên sau khi xem xét căng thẳng gia tăng liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cũng như mệnh lệnh báo động lực lượng hạt nhân được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi đầu tuần. Mỹ hủy vụ thử tên lửa để chứng minh là cường quốc hạt nhân có trách nhiệm, người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh. Tuy nhiên, cơ bài lưu ý, quyết định hủy thử tên lửa không phải là bước lùi của Mỹ và nước này cũng không nhất thiết phải hủy các hoạt động thường lệ khác để đảm bảo năng lực hạt nhân đáng tin cậy. Khả năng của chúng ta để bảo vệ đất nước cũng như các đồng minh và đối tác vẫn nguyên vẹn, Kirby nhấn mạnh. Mỹ thường xuyên tiến hành các vụ phóng thử tên lửa Minuteman 3 để thu thập dữ liệu và đánh giá khả năng chiến đấu của tên lửa. Đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn 9.700 km, có thể mang theo một đầu đạn W-87 với sức công phá tương đương với 450.000 tấn thuốc nổ TNT hoặc 3 đầu đạn W-87, mỗi đầu đạn mạnh ngang 350.000 tấn thuốc nổ TNT. Mỹ đang sở hữu khoảng 450 tên lửa Minuteman 3 trong các hầm chứa nằm rải rác trên lãnh thổ, cùng với khoảng 3.800 đầu đạn trong trạng thái chiến đấu và 2.000 đầu đạn được niêm cất. Giao tranh Nga-Ukraine đang bước sang ngày thứ 8, quân đội Nga tăng cường bao vây pháo kích các thành phố lớn của Ukraine, đồng thời kiểm soát thành phố chủ chốt Kherson. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 3 lần đầu đọc thông điệp liên bang tại Hạ viện từ khi nhậm chức. Ông cho rằng Nga đã tính toán sai lầm trong xung đột ở Ukraine, Washington và các đồng minh trước đó cũng áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga cùng Tổng thống Putin.